Một này. Một B đúng rồi, hết left. Đây là thì gì bạn nhỉ? Câu 1 là thì gì đây? Câu này là thì gì con nhỉ? Thì Left thì sẽ là thì gì đấy? quá khứ Quá khứ gì? quá khứ đơn. No. Hết left mà. Khi có hết là thì gì Được, quá khứ hoàn nhỉ? à, quá khứ hoàn thành. Rồi là chỉ một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ nhá. Một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Đấy thì cô đã hướng dẫn là khi trong câu mà có từ before hoặc after được chưa? Có before hoặc after. Đấy, mà nó lại đang ở quá khứ thì bạn phải chú ý có thể là cái vế, một vế sẽ là quá khứ đơn và một vế sẽ là quá khứ hoàn thành. Thường là như vậy. Câu 2. Say which. So, let's go. Câu D đúng không? Câu này sẽ là câu what? Câu này sẽ là C. Đây là câu hỏi đuôi nhé. Câu hỏi đuôi nghĩa là như nào nhỉ? Có nghĩa là khi mà ở cái vế trước này này, cái vế trước nếu như là khẳng định thì câu hỏi đuôi sẽ là phủ định, đúng chưa? Còn khi vế trước của nó là phủ định thì câu hỏi đuôi sẽ là khẳng định. Có nghĩa là câu hỏi đuôi nó phải ngược lại nhá. Câu hỏi đuôi nó phải ngược lại với cả cái vế đi trước. Vế trước mà là khẳng định thì vế đuôi sẽ là phủ định. Vế trước mà là phủ định thì vế đuôi sẽ là khẳng định. Đấy, nó phải ngược lại. Viết giấy lấy cái gì? Viết giấy tiếng Anh gì rồi? Trên đấy không thấy à? Không có. Trên đấy thôi. Câu 3 nào. À câu 4 chính là câu 4 không? D đúng rồi. Thế phân biệt cho cô này, khi nào mà use thì sẽ là to verb và khi nào sẽ là verb in nhỉ? Phân biệt. Khi là tư vấn ở đằng trước chiều không có Ubi. Yes, đúng rồi. Còn khi có to be hoặc là get nhá. To be hoặc là get thì sẽ là to verb in. Câu 5C. Both and đúng rồi. Both đi về and thì both sẽ là cả hai đấy, cả hai sẽ là both and. 6C. Whom đúng rồi, whom we wanted. Câu B. Ừ, đúng rồi, encourage somebody to do something nghĩa là gì nhỉ? Encourage nghĩa là gì đây? Bạn có nhớ từ encourage nghĩa là gì không? Chúng tôi nhà trường thì trường chấm học sinh tham gia vào các khóa học nghệ thuật mỹ thuật thì nhà trường như nào đấy? Nhà trường khuyến khích. Yes, đúng rồi, nhớ cho cô nhá. Encourage nghĩa là khuyến khích, phải nhớ thật kỹ cho cô từ này đấy, từ này xuất hiện nhiều đấy. Câu này mình vẫn đang bị nhầm rất nhiều. Sau success phải là verb gì? Verb in nhá. In Câu này sẽ xuất hiện đi xuất hiện lại đấy. Bạn phải nhớ cho cô thật kỹ, sau success là verb in. Đây phải là B. Nhớ thật kỹ mẫu này đấy. Bạn phải nhớ kỹ mẫu này nào. Sau success là verb in gợi ý làm gì? Sau success là verb in.
x2 nào. 1 c đúng rồi, 2 nghĩa là gì và show nghĩa là gì nhỉ? 2 nghĩa là cái từ này này, nghĩa là gì đấy? Từ đấy nghĩa là giấu đúng không? A small fish needs camouflage to hide itself so that its enemies cannot find it. Là một con cá nhỏ thì cần camouflage, là cái ngụy trang đấy, để có thể để cái gì, giấu chính mình đi để làm sao cho kẻ thù không phát hiện ra nó. Thế thì giấu đi, còn show là khoe ra, được chưa? Thì nó ngược lại, show nghĩa là khoe ra đấy, thì tất nhiên là phải ngược lại với giấu đi rồi. Câu 3, câu 2 thì rất là dễ đúng không? Đúng rồi, chip nghĩa là, chip là gì nhỉ? Chip là Expensive và chip nghĩa là như nào đây? gì nhá? Ừ, thì expensive sẽ là, đúng rồi. Tiếp nào. Bài 3. Câu 1A. Live the light. Câu 1 phải là A đúng rồi. Câu này đúng rồi. Câu 2 này. B who đúng rồi. Tiếp nào. X4 câu 3. À câu 1. Baby novel people. Remind đúng rồi, remind. D câu 2 C. Learner, teacher, dog. Phải là enjoy nhá, enjoy. Câu 2 là C đúng không? Rồi. Bài này này, 1. 1D rồi, 1D. No. 1 phải là C nhá. Có nhớ câu hỏi đuôi không? Bạn nhớ. Yeah. Thế câu hỏi đuôi ở đây là người ta đang dùng cái động từ chính ở vế đầu là động từ nào nhỉ? Động từ nét. Câu 1 cơ. Có nhìn thấy câu 1 chưa? Động từ đâu? Động từ ở câu 1 đâu? Là hít. Từ đây là gì đấy? Từ gì nhá? Động từ câu một. Ở trong cái câu này, trong cái câu cô đang đóng khung này này. Từ Là đây. y. Y đúng rồi. Thế thì câu hỏi đuôi nó phải cũng phải là cái dạng đấy, phải là isn't she nhá. Được chưa? Nghĩa là bạn phải dựa vào cái câu hỏi đuôi ấy. Câu hỏi đuôi bạn phải dựa vào cái động từ phía trước này này, cái vế trước. Nếu như ở đây người ta dùng từ does thì mình mới là doesn't he, hoặc là một động từ thường. Được chưa? Nếu như nó là một động từ thường mình mới dùng là doesn't she. Nhưng ở đây ta đang dùng động từ to be thì câu hỏi đuôi cũng phải là động từ to be. Rồi nên câu 1 phải là C nhá, trở thành isn't she. Câu 6 này. Câu 2B. Đúng rồi, whom thì sẽ sửa thành gì nhỉ? Câu 2 mà bạn chọn B đúng không? Thì whom phải sửa thành gì đây? Cũng phải sửa thành khu. Who đúng rồi. Câu 7 này, Miss has stopped. Không phải nhá. Câu này có một lần như là đã hướng dẫn. Câu này sẽ là phải sai ở đáp án A. Tại sao là A thì cô hướng dẫn đây? Tại vì ví dụ nhá, stop verb in thì nghĩa là dừng làm việc gì. Ví dụ như là stop typing nghĩa là dừng đánh máy. Còn nếu như mà stop to verb thì nghĩa là dừng lại để làm gì. Thế nghĩa ví dụ như là stop to type thì sẽ thành là dừng lại để đánh máy. Thế thì dừng lại để đánh máy nghĩa là gì? Nghĩa là ví dụ như là bạn đang uống một cốc nước đúng không? Ví dụ bạn đã uống một cốc nước thì bạn stop to chat, nghĩa là bạn sẽ dừng cái việc uống nước đấy lại để bạn đánh máy. Đấy. Còn nếu như bạn stop tapping nghĩa là gì? Nghĩa là bạn đang đánh máy và bạn dừng lại cái việc đánh máy ấy.
Thì câu này là gì? Cô Hoa dừng cái việc đánh bức thư, đánh máy bức thư khi cô ấy nhìn thấy tớ tới. Được chưa? Khi nhìn thấy tớ, người này tới thì dừng cái việc mình đang làm. Đấy, vì thế nên phải là stop or verb in. Rồi, thế bài xem bài này là hầu như là làm lại trộn lên đúng không? Tổng cộng sai 4 câu. Có bao nhiêu câu đây? 10 này, 12, 14, 17 câu. Thì mình sai 4 câu thì đỡ hơn mọi hôm rồi đúng không? Bây giờ làm cho cô tiếp tục nhá, làm vào vở này. Làm thật cẩn thận vào vở và chụp lại cho cô nhé. Hôm nay có chụp được bài cho cô không? Yes. Rồi. Nào bây giờ cố gắng nghĩ cho cô bài bài một đầu tiên nào. Chỉ cần ghi đáp án một là gì, hai là gì, ba là gì, bốn là gì nhá. Ghi đáp án là được vào vở. Làm thật kỹ nhá, làm thật cẩn thận. Jeans là đang nói về cái loại gì đây nhỉ? Jeans là cái gì đấy? Yeah. Là quần Quần bò. quần bò đúng rồi. Đấy một bài viết thì ta đang nói về quần bò đấy, thì bạn sẽ dựa vào vừa cố gắng dựa vào cả những cái kiến thức của mình được chưa? Xong chưa? Khi nào xong rồi cô nhỉ?
Khi nào xong rồi bảo cô nhá để mình chuyển bài. Finish. Oh, finish rồi. À, bây giờ đến lượt bài này nhé. Bài này đã làm một lần, nên là bạn phải làm thật cẩn thận nhá. Thật cẩn thận dạng bài này. Đây là những cái câu mà nó sẽ rất dễ xuất hiện. Đây 5 câu. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi. Nhớ cho cô nhé, thường những cái dạng bài mà câu điều kiện nhé, thường câu được đây là câu loại 1 thì là đúng không? Đây là bạn đang nhìn thấy ở thì hiện tại đơn thì thường sẽ là chuyển thành câu điều kiện loại 2 và ngược với cả câu 1 đúng không? Đấy. Chuyển thành câu điều kiện loại 2 và ngược với cả ngược ngược lại với cả cái câu đề bài. Đấy. Thường là như thế nhé.
Khi nào xong bảo cô nhá. Yeah. Finish. Đấy cơ. Làm cho cô. Bài này nhé. Nghĩa là hãy chọn cái câu trả lời. Nghĩa là đây là người ta đưa ra một câu hỏi, à một câu nói đúng không? Và người kia nên trả lời thế nào? Đưa ra một câu trả lời thích hợp. Một câu đáp lại thích hợp cho cái câu trong loạt này này. Được chưa? Để bạn làm cho cô 25, 26 đi.
Năm trước. Yeah. Nào tiếp nào. Đây. Bài này. À đâu, bài này vừa làm rồi. Làm cho cô bài này. Phải đọc đề bài nhá. Xong chưa? Bây giờ bạn sẽ chụp ảnh lại và gửi cho cô nhé. Thực ra là còn hai câu nữa, cô muốn, thực ra cô rất muốn bạn làm cho cô hai câu này. Hay là cố làm nốt cho cô hai câu này nhé. Đọc đề bài nhé, đọc đề bài. Nốt hai câu này đi.
gửi bài cho cô trước. Câu 1 à? With. 1 là C, đúng rồi. Nghĩa là quần bò thì rất là phổ biến đối với những người trẻ, đúng không? Đấy. Thì bạn có câu này, những cái câu dạng này bạn có thể dựa vào hoàn toàn cái kiến thức của mình, đúng không? Thì mình thấy là thường những người trẻ hay mặc quần bò nhiều hơn là người trung tuổi hay người già, đúng không? Câu 2D. Started. Yes, đúng rồi, bạn thấy 100 years ago, đúng không? Started, đúng rồi. Câu 3C này. No, 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 no. What's called? Đây là câu bị gì? Được gọi là. Được gọi là nhá. Đấy, được gọi là genos. Đấy, D nhá, đây là câu bị gì nhỉ? Bị động nhá, to be cộng phân thứ hai bị động. Đôi khi là mình phải dựa vào cả gì? Bạn phải dựa vào ví dụ như là nhá, nếu như mà con chọn là was calling, đúng không? Nghĩa là đang gọi. Nhưng mà ví dụ như là quần áo thì có hành động gọi được không? Quần áo thì có gọi được cái gì không? Quần áo có biết nói không? Mình phải dựa vào cả ví dụ nhá. Quần áo thì chắc chắn là không thể nào mà dùng was calling được. Vì nếu như dùng was calling nghĩa là nó đang là câu chủ động, đúng không? Nghĩa là một hành động mà được cái chủ ngữ đấy làm. Nhưng mà quần áo thì nó đâu có thể gọi được, nó đâu có thể nói được, đúng không? Vì thế nên chỉ có thể dùng câu bị động thôi. Là nó được gọi là was called. Đấy, mình phải dựa vào cả chủ ngữ nhá, xem chủ ngữ nó là người hay vật để biết được là à nó sẽ là chủ động hay bị động. Nhớ cho cô nhá, khi làm bài phải nhìn chủ ngữ, xem chủ ngữ là người hay vật. Tiếp nào, câu 4, became B, popular, đúng rồi, trở nên phổ biến. Factory. Câu 5 là gì đấy? Câu 5 này này bạn đã làm đâu? Câu 5 là gì nhỉ? Câu 5. Factory sẽ là nhà máy, đúng không? Thế thì
Các cái từ này là các cái từ danh từ này chỉ người. Thế ai sẽ làm ở nhà máy đây? Factory là nhà máy đúng không? Thế từ nào, người nào sẽ làm ở nhà máy? Là quốc cờ. Worker đúng rồi, làm nhớ là đủ làm dấu thì là đủ có worker là công nhân được chưa? Các công ở nhà máy. Rồi. If I had a map, I could. Không được bạn ơi. Cô bảo là phải ngược lại cơ. Thế con nhìn cho cô này, ở câu này là don't đúng không? Thì ở đây bạn sửa thành had, đúng rồi. Nghĩa là cái này là phủ định bạn thành khẳng định này. Thế ở đây là cũng là phủ định thì bạn cũng phải sửa đây thành khẳng gì? Khẳng định, con hiểu chưa? Phải dịch ra nhá. Tôi không có bản đồ, vì vậy tôi không thể chỉ đường cho anh. Thế câu này sẽ là gì? Nếu tôi có bản đồ thì tôi có thể chỉ đường cho anh đúng không? Đấy, phải dịch ra nữa nhá. Ở đây là phủ định này, mình sửa thành khẳng định chỗ này đúng rồi. Thế thì ở đây là cũng là phủ định thì ở đây cũng phải là sửa lại thành khẳng định chứ. Could nhá. Phải dịch ra nữa nhá. The man who is talking to the lady over there is my new boss. Được rồi. Tiếp này. The postman asked the boy if Mr. Pike lived there. Đúng rồi, lần này đã làm được chuẩn cái chỗ live here, live there rồi đấy. Tiếp này. A new school will be built next month. Đúng rồi. Cũng chỉ làm lại thôi nhé. Hôm sau là mình sẽ làm lại nữa, mình sẽ làm bài mới đấy. Câu 5 nào. In spite of living in England, he can speak English well. Đúng rồi. Thêm nữa. Câu 25 này. Thu thập giấy vụn đã sử dụng chai vỏ nhựa thì thế nào? Hà và Mai sẽ nói gì đây? A. À, what about? Cô dạy rồi. What about? How about? Hay là why don't we là một mẫu câu về sự gợi ý. Thế khi gợi ý thì phải nói như nào? C nhá. Gợi ý. Bạn này đang gợi ý là các cậu thấy cái việc mà bọn mình thu thập các cái chai vỏ nhựa và các giấy vụn đã sử dụng thì thế nào? Thì bạn này mới chặn các bạn hay các bạn Hà và Mai mà nói là gì? Đó là một ý kiến rất tuyệt vời, hãy làm nó đi. Hãy làm điều đó. C nhá, nhớ cho cô nhá. Thường những cái câu mà why don't we này hay là how about hay what about thì sẽ là mẫu câu gợi ý và thường sẽ là that's a good idea sẽ là cách trả lời. Bạn nhớ chưa? Tiếp câu D. Không được. Câu A B đúng rồi, B good luck ở đây người ta đánh nhầm thành A C B D đúng không? Có chọn good luck đúng không? Hay là chữ good outcome? Good luck nhá, good luck đúng không? Yes. Hello. Bạn đã câu 26 là B là bạn đã chọn đáp án nào đấy? Vì ở đây người ta bị đánh hơi bị sai trình tự ấy. Thì bạn đang chọn đáp án nào đấy? À, thằng này vui lắm. Câu 26. Câu 26 là good luck ạ. Lắc, được chưa? Khi mà cô chữa bài cố gắng tập trung vào nhá. Bởi vì chữa mới là phần quan trọng nhất. Tiếp, câu 27, 28. 27D. Không được. Count on me nghĩa là gì? Hôm trước cô vừa dạy rồi. Count on me là nghĩa là gì? Bạn đã ghi ở vở rồi đấy. Hôm trước bảo ghi ở vở rồi đấy. Câu này hôm thứ ba vừa làm.
Re, count on me là dựa vào tôi nhá, bằng với rely on, được chưa? C. Nhớ nhá, nhớ cho cô cái này đấy. Count on me bằng rely on nghĩa là dựa vào ai. Tiếp discussion, đáp án gì đây? Ngoài tạm. C á? Không được, discussion phải bằng với D, debate. Hôm trước cũng chép rồi, discussion là cuộc tranh luận, được chưa? Bằng với D, debate, discussion đều là cuộc tranh luận. Nhá. Hai đáp án này phải là một cái C, một cái D, phải ngược lại với nhau. Câu 5 này. Thế thì ở về nhà phải lượt lại cho cô hai cái này đi. Hai cái này hôm trước vừa làm xong bây giờ vẫn bị quên. À đâu? X4 là bài nào đấy nhỉ? Có phải bài này không? Bài này hay là bài nào nhỉ? Thế thì như là cô bị chữa nhầm bài cho con. À không, sorry, X4 của bạn là bài này cơ đúng không? Chứ không phải là bài kia. Fantastic. Đây, đúng rồi, wonderful, sorry nhé. Sorry bài này. Đúng rồi, wonderful, đúng rồi. Capit C là rock, đúng rồi là cái capit với cái rock là gì nhỉ? Lần sau mà cô bị nhầm chỗ nào thì bạn phải nhắc cô chứ. Là cô ơi, cô bị nhầm bài, được chưa? Capit là gì nhỉ? Capi. Và rắc là cái gì đấy? Mình cũng hiểu thì mình mới làm được chứ. Bạn trả xuống đất đấy và bạn ngồi lên. Như là trước, ví dụ như bạn chuẩn bị bước vào nhà của ai đúng không? Sẽ có một cái miếng gì để bạn chùi chân đấy. Miếng thả Miếng thảm, nhớ nhá. Carpet và rug là tấm thảm. Tấm thảm. Nhưng mà ở đây thực ra là tấm thảm nó to, không phải là tấm chùi chân. Rồi đúng rồi. Opposite này, ngược nghĩa này. Câu 21, focus sẽ bằng với pay no attention to. Focus là gì? Focus là tập trung nhá. Đấy. Tập trung, thế thì ngược nghĩa với câu A. Câu A pay no attention to nghĩa là không dành một chút gì nhỉ, không hề dành một chút sự quan tâm nào đúng không, không hề để tâm một chút nào. Đấy thì là ngược nghĩa với từ tập trung. A là không hề đặt một chút sự để tâm nào vào cái việc đấy. Câu 22, encourage. Câu 22 là discourage nhá. Bạn thế là bạn còn thể nhớ cái này khá là dễ. Encourage sẽ ngược nghĩa với discourage, được chưa? Khuyến khích và không khuyến khích. Ok. Rất là dễ. Này, in và this. Okay. Thì ở đây mình làm, mình chỉ sai cái, cũng không sai nhiều lắm đúng không? Nhưng mà có một cái phần này nhá, tuy bạn làm không sai nhiều nhưng mà khi mà hỏi bạn vẫn còn đang bị quên nghĩa. Thì là sau khi mà bạn làm, bạn cố gắng tập trung vào hơn cho cô nhá. Nghĩa là khi cô hỏi ấy. Nghĩa là dù mình làm được nhưng mà khi mà hỏi mình là à con có thể giải thích cái này được không thì bạn vẫn đang hơi bị lúng túng. Lần sau mình sẽ cố gắng mình giải thích các cái câu mà mình đã làm ra nó rõ ràng hơn nhá. Ok, thank you so much and see you next time. Bye bye. Bye bye.